Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách ClaimAirdrop nhận được 3.000 đồng token ManStar. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 2 tỷ nhá. Đã có 370 tài khoản holder và đã phát sinh 926 lượt giao dịch. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website ClaimAirdrop.net. Đi truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1 các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng lúc đó copy contract này đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chủ wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ thẻ token là bằng ví cho mình. Ký hiệu ManStar số token 18 các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website ClaimAirdrop.net. Tìm tới bước 2 để nhận token nhé. Rồi. Nó hiển thị lên cái bảng kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Chương trình airdrop sẽ kết thúc vào 21 ngày nữa nha. Các bạn mua thì các bạn nhấp vào phần này. Không, nghĩa thấp nhất là 0,01 BNB. Mua được token này để không có cái chuỗi đầu dài chờ có ít nhiều lần tài khoản nhé. Còn các bạn cần làm các bạn nhấp vào phần này. Ví gan là 0,000592 BNB, các bạn xác nhận cho mình. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách Claim nhận được 3.000 đồng token ManStar. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.